Emily kính chào tái ngũ quý ông bà, cô bác, anh chị em trong chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 23 tháng 9 năm 2024 do đội ngũ ban biên tập iPost e Time thực hiện. Kính chúc quý khán thính giả luôn được bình an, vui vẻ và hạnh phúc. Trong bản tin ngày hôm nay, Emily xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Cựu Tổng thống Trump chỉ trích việc bỏ phiếu bất hợp pháp sau khi có báo cáo về những người không phải công dân đã đăng ký. Kamala Harris sốc nặng khi bạn đồng hành Tim Gould đi vận động tranh cử cho đối thủ Donald Trump. Bill Maher gây sốc khi chỉ trích Kamala Harris về các chính sách quan trọng, toàn là nhảm nhí, và sau đây là phần thông tin chi tiết. Kính thưa quý vị, cựu Tổng thống Donald Trump đã đăng trên Twitter Social vào hôm thứ Sáu rằng nếu bạn bỏ phiếu bất hợp pháp, bạn sẽ phải vào tù. Những lời lẽ mạnh mẽ này được đưa ra sau báo cáo hôm thứ Sáu rằng có khoảng 2,7 triệu người không phải công dân có thể đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024. Theo The Daily Wire, Trust Fast, một viện nghiên cứu phi lợi nhuận phát hiện rằng khoảng 10% đến 27% người lớn không phải công dân tại Hoa Kỳ hiện đã đăng ký bỏ phiếu bất hợp pháp. Cục thống kê dân số Hoa Kỳ đã ghi nhận hơn 19 triệu người lớn không phải công dân đang sống tại Hoa Kỳ trong năm 2022. Báo cáo cho biết, với tỷ lệ đăng ký cử tri của họ, điều này có nghĩa là khoảng 2 triệu đến 5 triệu người trong số họ đã đăng ký bỏ phiếu bất hợp pháp. Những con số này có khả năng đủ cao để lật ngược ý chí của người dân Hoa Kỳ trong các cuộc bầu cử lớn, bao gồm cả ghế Quốc hội và chức tổng thống. Nhiều tiểu bang đã công bố việc xóa những cử tri không đủ điều kiện khỏi danh sách cử tri của họ trong những tuần gần đây. Văn phòng của thống đốc đảng Cộng hòa Kevin Stitt gần đây tuyên bố rằng các viên chức bầu cử của tiểu bang đã xóa tổng cộng 453.000 cử tri không đủ điều kiện kể từ năm 2021. Nhập cư bất hợp pháp tiếp tục là vấn đề chính trong chiến dịch tranh cử tổng thống. Cựu tổng thống Donald Trump đã tuyên bố trong cuộc vận động tranh cử vào hôm thứ Tư tại New York rằng ông có kế hoạch đến thăm Springfield, Ohio và Aurora, Colorado sau khi tội phạm di cư gia tăng dưới thời chính quyền Biden-Harris. Tôi sẽ đến đó trong hai tuần tới. Tôi sẽ đến Springfield và Aurora, ông nói, bạn có thể không bao giờ gặp lại tôi nữa, nhưng không sao cả. Tôi phải làm những gì tôi phải làm. Chuyện gì đã xảy ra với Trump? Cha, ông ấy không bao giờ rời khỏi Springfield. Springfield đã trở thành một cuộc tranh cãi toàn quốc sau tin tức lan truyền về hơn 20.000 người di cư Haiti đã được tái định cư tại cộng đồng này các báo cáo bao gồm một số người di cư ăn thịt vịt và mèo địa phương trở thành nguồn gốc của các meme lan truyền sau khi được đề cập trong cuộc tranh luận tổng thống gần đây. Điều này không bền vững, còn ở Springfield, Ohio thì sao? Họ có 32.000 người. Đây là một thị trấn nhỏ xinh đẹp, không có tội phạm, không có vấn đề gì. 32.000 người nhập cư bất hợp pháp vào thị trấn. Cựu tổng thống Trump cho biết vì vậy, họ gần như tăng gấp đôi dân số trong khoảng thời gian vài tuần. Bạn có tin được không? Và bạn biết gì không? Họ phải trở nên cứng sắn hơn nhiều. Kamala Harris sốc nặng khi bạn đồng hành Tim Quân đi vận động tranh cử cho đối thủ Donald Trump. Quý vị thân mến, rất hiếm khi chúng ta thấy được những phát ngôn đúng đắn của thống đốc Tim Quân. Thế giới MAGA dường như bùng nổ sau sự chế giễu thống đốc Tim Wall với chính quyền đương nhiệm Biden-Harris. Cụ thể, Tim Wall phát biểu trước đám đông ở Bethlehem, Pennsylvania vào hôm thứ Bảy rằng chúng ta không thể để tình trạng này kéo dài thêm 4 năm nữa. Bình luận này thường dành cho các ứng cử viên vận động tranh cử chống lại một giám đốc điều hành đương nhiệm mà họ muốn lật đổ và thực hiện thay đổi. Nhưng trong trường hợp này, phó tổng thống hiện tại Kamala Harris và người bạn đồng hành của bà đang tìm cách tiếp quản vị trí tổng thống của đảng Dân Chủ Joe Biden. Kamala hiện đang tại vị, một người dùng ít chỉ ra. Một người dùng khác viết rằng, tôi không chắc anh có biết team này hay không, nhưng người này là bạn đồng hành hiện tại của anh là phó tổng thống. Khi đối thủ vận động tranh cử cho bạn, một tài khoản nước Mỹ trên hết được nhiều người theo dõi đã viết trên ít, đồng thời thêm vào bình luận 4 năm nữa. Chúng tôi đồng ý, Timmy. Đảng Cộng hòa thường chỉ ra các chính sách do chính quyền Biden-Harris thực hiện mà đảng cho rằng đã dẫn đến sự suy giảm nhanh chóng trong 4 năm qua. Cụ thể, họ chỉ ra các chính sách kinh tế và sáng kiến mở cửa biên giới đã gây ra hai vấn đề lớn nhất cho cử tri trong chu kỳ bầu cử này, nền kinh tế và lạm phát. Cuối cùng, Tim Kwon cũng nói sự thật. Chúng ta không thể để Kamala Harris chịu thêm 4 năm nữa. Tài khoản Trump War Room viết, Thông đốc bang Minnesota đã đưa ra những phát biểu này tại một cuộc vận động tranh cử ở tiểu bang chiến trường Pennsylvania vào thứ Bảy. Timberland đã nói về các bước ông thực hiện để hạn chế việc bán vũ khí ở tiểu bang của mình. Những việc tương tự như chúng tôi đã làm ở Minnesota, đó là tăng cường kiểm tra lý lịch và luật cảnh báo, đưa súng ra khỏi nơi đó để tạo nên sự khác biệt. Và tôi vẫn mang theo súng để đi bắn gà lôi trong vài tuần nữa. Ông nói trước khi đi sang nói chuyện với một người tham gia cuộc biểu tình, dường như cần được chăm sóc y tế. Chúng tôi cần chút nước chúng tôi có thể kiểm tra anh ấy được không? Ứng cử viên phó tổng thống nói, chỉ vào một người nào đó trong khán phòng. Vài phút sau, Tim Quân quay lại tình hình cuộc đua và bắt đầu kết thúc bài phát biểu vận động tranh cử của mình bằng cách chỉ trích cựu tổng thống Donald Trump và ứng cử viên phó tổng thống của ông, thượng nghị sĩ Jerry Vance. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà, nhanh thôi, các bạn ạ. À. đại Đảng viên Dân Chủ nói, này Kamala Harris đã nói rõ rằng những kẻ này muốn gieo rắc nỗi sợ hãi. Họ muốn nói với bạn rằng hãy vượt qua nó đi, đó là sự thật của cuộc sống. Đây là cách nó diễn ra. Harris chỉ nói rằng mọi chuyện không nhất thiết phải như thế này. Ông nói tiếp, mọi chuyện không nhất thiết phải như thế này. Chúng ta không thể chịu đựng thêm 4 năm nữa. Ông kết luận. Bill Maher gây sốc khi chỉ trích Kamala Harris về các chính sách quan trọng toàn là nhảm nhí. Kính thưa quý vị, Bill Maher đã chỉ trích Kamala Harris về chính sách của bà đối với Trung Đông sau khi bà kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Gaza. Phó tổng thống đã nói với ba nhà báo từ Hiệp hội Nhà báo Da đen Quốc gia vào thứ ba rằng lệnh ngừng bắn và thỏa thuận con tin phải được thực hiện trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas trong khi kêu gọi giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Bà cho biết mục tiêu là đảm bảo người Israel có an ninh và người Palestine cũng có an ninh, quyền tự quyết và phẩm giá như nhau. Nghị sĩ hài chỉ trích Harris vì quan điểm của bà, nói rằng đó không phải là giải pháp thực sự, và nếu bà không thể đưa ra một kế hoạch thực chất thì không nên nói bất cứ điều gì trong chương trình Real Time của ông. Ý tôi là Tất cả những ai nói về Israel ngày nay đều toàn là nói nhảm mà hờ nói, tôi không muốn trẻ em chết. Ồ, ai muốn cơ chứ? Không ai trong chúng ta muốn trẻ em phải chết, không ai trong chúng ta muốn cuộc chiến này tiếp diễn, nhưng nó không giải quyết được vấn đề là gì. Đây là những gì Kamala Harris đã nói trong tuần này về những gì chúng ta nên làm khi chiến tranh kết thúc không tái chiếm Gaza, không thay đổi ranh giới lãnh thổ của Gaza và khả năng đảm bảo an ninh trong khu vực cho tất cả những người liên quan theo cách mà chúng ta tạo ra sự ổn định. Tôi cảm thấy rằng nếu đó là những gì bạn phải nói thì đừng nói gì cả, chỉ cần im lặng. Bình luận của bà được đưa ra sau một cuộc thăm dò gần đây cho thấy Harris đã khiến sự ủng hộ của Đảng Dân chủ trong số cử tri do thái xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ qua. Thưa quý vị, một cuộc thăm dò mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew cho thấy, 65% cử tri đã đăng ký là người Do Thái cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho Harris vào tháng 11 và 35% cho biết họ thích Trump hơn. Mức thấp nhất trong 36 năm đối với đảng Dân Chủ diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến đang diễn ra dữ dội giữa Israel và chính quyền Palestine, trên thực tế do những kẻ khủng bố Hamas điều hành ngày 7 tháng 10, đánh dấu một năm kể từ khi Hamas xâm lược Israel và giết chết 1.200 người, vụ thảm sát người Do Thái trong một ngày lớn nhất kể từ cuộc diệt chủng Holocaust. Harris, người có chồng là người Do Thái, khẳng định bà sẽ ủng hộ đồng minh duy nhất của Hoa Kỳ ở Trung Đông. Nhưng đảng Cộng hòa lo ngại rằng các chính sách tự do hơn sẽ tiếp thêm động lực cho những kẻ khủng bố và tiếp tục xung đột với Israel mà hờ nói vấn đề là một bên muốn giải pháp hai nhà nước hoặc ít nhất là luôn muốn bây giờ nó hơi thiên về cánh hữu hơn tôi đang nói về israel nhưng đó vẫn là lập trường của họ một bên chưa bao giờ làm và vẫn không làm một bên sử dụng chủ nghĩa khủng bố để đạt được mục tiêu của họ một bên trả đũa chủ nghĩa khủng bố một bên bị cáo buộc diệt chủng nhưng không làm Bên kia thực sự muốn làm điều đó. Mọi người cứ nói rằng Israel có quyền tự vệ và sau đó bất cứ điều gì Israel làm, họ đều phản đối. Cuối cùng, Emily và cộng sự xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng chúng tôi. Xin quý vị ủng hộ chương trình bằng cách bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ nội dung hấp dẫn nào được cập nhật hàng ngày trên kênh BTV Epost xin hãy để chúng tôi biết nếu quý vị có bất kỳ ý kiến hoặc đề xuất nào để cải thiện trải nghiệm trên kênh chúng tôi luôn lắng nghe và sẵn lòng làm việc để nâng cao chất lượng nội dung nhanh trung thực và chính xác nhất một lần nữa emily xin cảm ơn và chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp